Đây, đây là team chúng mình đi núi Cú hôm nay nha. Hello. À nói đây là núi Cú ha. Đây, đây là Huỳnh Hoa. Và đây là ca sĩ Trương Ngọc Ánh. Và đây là người mẫu Thùy Vi. Đây là người mẫu La Xuân Quyên, Quốc Thanh và anh tài xế Thanh Tuấn. Rồi bắt đầu mình cùng đi tìm hiểu núi Cú nào. Núi Cuối ha. Là nước mẹ núi Cuối thì đây là một trong những tượng mà gọi là cao nhất ở Việt Nam. Hiện tại thì độ cao của tượng là 50m. Và sau khi bắt đầu cho tham quan là từ tháng 4 năm 2022 tới bây giờ. Với rất là nhiều người giáo dân, và trong tháng 12 vừa rồi những cái lễ của Đức Mẹ nè là khoảng là 10.000 người một lần tham dự ha, rất là đông đó, không chỉ ở đây mà còn dưới đất dưới kia. Và bên đây nữa nè, mình sẽ có một cái nhà nguyện rất là lớn. Sắp tới đây họ còn làm những khu lung chú rất là lớn ở bên đây, giống như lúc bạn mình vào mình thấy nhà nguyện khu lung chú đó, thì đây sẽ là một cái nơi mà thu hút những cái người mà bên công giáo về đây. Và bây giờ đa số thì có một số hội công giáo học thông tin đó là họ về đây họ đi gom đất để có thể là cùng nhau về ở với Đức Mẹ Núi Cú, nên đó là một cái mà rất là tiềm năng ở khu vực này. Thì Đức Mẹ Núi Cú này là được xây dựng vào năm bao nhiêu ạ? Nó xây 2018 là được khởi công đó, nhưng mà xây tới 2022 mới bắt đầu là cho mọi người lên. Vị trí của cái Đức Mẹ Núi Cú này là thuộc vào quyền Thống Nhất tỉnh Đồng Nai phải không? Đúng rồi anh, thì nó thuộc Thống Nhất và giáp ranh với lại Định Quán. Thì cho mình hỏi tí xíu là sau lưng của Đức Mẹ thì sẽ có một cái hồ rất là lớn, thì cái hồ này tổng quy mô là bao nhiêu và nó thuộc là cái hồ tiếp giáp những cái huyện nào? Câu hỏi rất hay ha. Thì đây là cái hồ á, là quy mô nó lên tới 232 km vuông ha, là một cái hồ mà gọi là lớn nhất cả nước về cái diện tích. Đây là hồ phải không? Đúng rồi, và nó tiếp giáp những cái huyện như là Vĩnh Cửu nè, rồi Trảng Bom, rồi Thống Nhất, rồi Định Quán. Đó là những cái huyện mà nó đi qua. Nên thành ra là hồi xưa á, là đa số mọi người là đi sẽ theo cái hướng mà Vĩnh Cửu, dạng là du lịch Hồ Trang là đi theo hướng đó. Nhưng mà bây giờ xu hướng á, là lại đi phía này. Tại vì sao anh chị biết không? Thứ nhất á, là cao tốc Long Thành Dầu Dây đi Đà Lạt nó đang đi qua cái hướng này. Cái thứ hai nữa thì ở cái vị thế này á, là mình đang có là du lịch tâm linh. Mà du lịch tâm linh á, là những thời gian qua đang phát triển, ví dụ như là Chùa Bà Châu Đốc nè, rồi núi Bà Tây Ninh. Đó là những ở cả Quy Nhơn Bình Định thôi, có một cái chùa rất là lớn. Và sắp tới Lâm Đồng sẽ có một cái nơi gọi là về du lịch tâm linh và gọi là chùa đền, rất là sẽ là thu hút rất nhiều khách. Thì ở đây cũng là một cái địa điểm. Thì ở đây thì di chuyển về Sài Gòn khoảng bao xa và di chuyển bằng những cung đường nào? Sáng nay thì mọi người đang đi là trên cao tốc Long Thành Dầu Dây, thì từ Bình Thạnh đi ra tới đây là khoảng 1:30. Và sau này khi mà cái cao tốc mà khúc từ Dầu Dây ra tới đây á, thì coi như là mọi người di chuyển từ Sài Gòn tới đây chỉ 1 tiếng thôi. Wow. Là trong khoảng độ 60 km. Và tới đây thì ngoài cái gọi là viếng mẹ này rồi, thì mình có thể là du lịch kết hợp cái bi cắm trại như thế nào, và quan chí có thể nói sơ qua để cho mình. Cảm ơn anh. Thì ở Định Quán á, là có rất là nhiều cái khu du lịch, mà khu du lịch nổi tiếng nhất là thứ nhất là cái hồ Chị An. Cái thứ hai á, là khu du lịch Suối Mơn. Thứ ba nữa là mình có thể là gọi là tham quan những cái khu du lịch ở khúc rừng tràm Nang Cát Tiên. Đó, mình đi lên qua cái sông La Ngà là tới Tân Phú ở rừng tràm Cát Tiên. Di chuyển gần hơn thì mình có thể đi lên hướng Bảo Lộc Lâm Đồng nữa phải không? Để đúng nó cùng một tuyến đường, và mình có thể rẽ phải mình đi về hướng Bình Thuận, là nó kết hợp và hợp gọi là du lịch cùng một khu du lịch di chuyển trong vòng bán kính hơn 100 cây số. Đúng rồi, từ đây mà mình lên Bảo Lộc là khoảng 100 km, đi chỉ 2 tiếng đồng hồ nữa. Đến nay mà có nhà ở đây xong là muốn đi Đà Lạt hay đi đâu cũng ok. Một vị trí rất là đẹp ha, muốn là gọi là để về đây gọi là vừa là kết nối du lịch nghỉ dưỡng thì sẽ đủ cho mình một lô đất ở đây. Đúng rồi anh, và giá giai đoạn này vẫn đang cực kỳ tốt để đầu tư. Rồi, cảm ơn Quang Chiến chia sẻ rất nhiều ha. Rồi, hôm nay là được vào chiêu một cái nơi quán cà phê rất là đẹp. Thì chị Ngọc Ánh ơi, chị cảm nhận như thế nào khi mà chị bỏ công sức từ Sài Gòn xuống đây và đi vào một cái quãng đường khó khăn để vào một khu cà phê như vậy đó, thì chị thấy nó cảm giác như thế nào?
Thì hiện tại mình đang đứng ở cái chỗ vị trí này thì toàn cảnh là cái khu Hồ Trị An đấy các bạn, rất là đẹp nha. Cái view cực kỳ là chill luôn. Và cái quán cà phê này gọi là coi trọng được cái view của Hồ Trị An. Mình có thể ở đây mình thấy có cả những cái lều á, mình có thể là mình cắm trại ở đây được luôn đó các bạn. Đúng rồi, ở đây thì mình có thể cắm trại nè, rồi nghỉ dưỡng qua đêm và có thể là đốt lửa trại và cho chơi những trò chơi cực kỳ hấp dẫn phải không? Đông nha. Đấy mình cứ tưởng là đi cái đường đó là không có ai vô, một cái tiền vô đây quá trời xe hơi luôn. Wow, quá tuyệt vời. Ở đây những cái lều trại nó hơi khác so với bình thường phải không Ngọc Ánh? Đúng rồi, nó giống như mấy cái kiểu như nó không phải là như cái dạng lều cắm trại bình thường, giống như kiểu hơi giống như thổ dân. Chính xác. Một phong cách là độc lạ Đồng Nai chứ không phải Bình Dương phải không? Sớm mình ngủ dậy mình thấy cái trước mặt mình là cái hồ xanh mướt đó, phía sau là kiểu cánh rừng hay cái gì đó, là mình thấy cái nó nhìn rất là thích đó. Một cảm giác rất là chill phải không? Đúng rồi. Nếu mà mình có một lô đất ở đây thì như thế này thì mình sẽ làm một cái dạng như homestay á, cũng rất là hay nha. Bên mình đang có đất ở ngay khu vực này luôn, thì cái giá cũng rất là tốt mà cái diện tích cũng rất là lớn. Diện tích thì như thế nào và cái giá khoảng như thế nào vậy Ngọc Anh? Diện tích là 1000 mét vuông luôn. 1000 mét vuông. Và ở đây thì chắc ăn là nó sẽ phải là view hồ rồi phải không? Đúng rồi, view hồ mà nó ở dưới là thấy cây xanh với hồ không à. Mình cảm giác rất là thư thái á, mình giống như mình về cái khu vực đất linh thiêng vậy đó. À, trở về với thiên nhiên. Thiên nhiên á, nó rất là thư thái, mình vào mình có một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng. Không có xô bồ. Nói như Ngọc Ánh, ở đây thì xa xa là toàn là một bầu trời xanh thẳm và những cái loại cây nông sản màu bạc ngàn màu xanh phải không? Ở đây không những là trồng những cái loại cây nông sản mà có loại rất là nhiều loại cây ăn trái nè. Phải không? Rồi gọi là những cái cây nông sản như tiêu, điều, cà phê. Rồi mình đi ngang qua một cái rừng cao su nữa phải không? Đấy, đi qua rừng cao su cực kỳ đẹp luôn. Rồi, đúng rồi. Chắc lát phải dừng lại chụp hình cái chứ đẹp quá chịu nổi luôn. Đúng rồi. Thì chị khi trước là thì chị thường là lưu diễn ở nước ngoài, chị về thấy cái không khí Việt Nam mà như thế nào? Chị lưu diễn ở Campuchia. Và hôm nay ca sĩ Ngọc Ánh cùng với team ERA Việt Nam thì ghé thăm một cái quán cà phê rất là chill phải không? Một cái... nó thực sự đối với con người Việt Nam á, khi mà họ thấy một cái chỗ nào đối với trong mắt mình là nó rất là bình thường, nhưng mà một người có một ý tưởng nào đó thôi, bất chợt một cái vị trí như thế nào họ có thể tạo lên những cái nơi rất là chill, rất là đặc biệt. Ở đây mình thấy nãy như mình thấy mà ủa sao ai mà đi vô trong này mà uống cà phê, nhưng mà thực sự ra khi mình vào đây rồi mình thấy là wow, nó người ta vô có lý do, tại vì cái view rất là đẹp và ở chỗ này cũng một cái vị trí mà cảm giác là vào nó thư thái lắm, giống như là thiên nhiên nó đang hòa quyện vào với nhau. Mình xa khỏi tránh khỏi những cái nơi phố thị ồn ào. Đúng rồi, mình vào đây rồi mình cảm giác như sau những cái ngày làm việc mình có thể tới mình cắm trại nè. Buổi sáng ra mình nghĩ là có sông có nước mà có cây cối như vậy nó rất là mát mẻ và nó sáng, nó không có bị ồn ào. Cùng đi với chị hôm nay là người mẫu hoa hồ bikini Hoàng Quyên. Chị thấy cảm giác như thế này ở đây như thế nào chị? Nói chung là rất là thích. Chị có nghĩ là nếu mà chị có khoảng 700-800 triệu chị có về đây chị sở hữu một nền đất ở đây hay không? Chắc chắn rồi, tại vì nó gần, rất là gần Sài Gòn, Hồ Chí Minh. Rất là gần phải không? Nó cách đây tầm khoảng bao nhiêu phút vậy chị? Như nãy giờ mình đi trên xe độ khoảng 1 tiếng 30 phút đó. 1 tiếng 30 phút. Và ngoài ở nơi đây thì có một cái những cái địa điểm mà gọi là du lịch gần đây thì chị đã tới địa điểm nào chưa? Hồi nãy chị cũng ghé qua bên Đức Mẹ núi Cuối rồi. Một đất, đất mẹ là một nơi đất tâm linh, thì nó nghĩa là những vùng đất mà quanh những cái nơi tâm linh này thì tương lai là nó sẽ rất là thu hút nhiều người đến đây sinh sống và bản thân nó cũng rất là đẹp. Chưa có bao giờ mà mình về được một nơi thiên nhiên hoang dã và giống như ở đây tiếng chim hót rất là nghe, rất là lạ tai, và xung quanh thì gió thổi và nhìn xa xa thăm thẳm một cái hồ rất là đẹp, giống như là một cái mặc dù là buổi trưa nhưng mà không khí nó rất là mát. Nó rất là mát luôn. Rồi bắt đầu mình cùng chiêm ngưỡng những cái món ăn thú vị và cái món nước tại cái quán này ha.